Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại quay trở lại với cái câu chuyện của ông à, được cho gọi là thần y. Và hầu như tất cả chúng ta đều biết rằng xoay quanh cái câu chuyện bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo cái ông được cho là thần y này á, thì nó nảy sinh ra rất nhiều những cái sự việc khác nhau. Nhưng chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề của ông Lăng Băm này thôi. Có nhiều bạn vẫn lơ tâm mơ nói rằng tại sao bà Nguyễn Phương Hằng quen biết cái ông thầy Lăng Băm này hơn mười mấy năm trời mà không tố cáo để đến bây giờ với tố cáo một cái câu hỏi và một suy nghĩ rất là ngớ ngẩn bởi vì những người này người ta không có tìm hiểu ngọn ngành của sự việc để rồi kết luận nói ra những lời lẽ làm cho những người khác ngộ nhận và nghĩ sai về bà Nguyễn Phương Hằng có thể là những video trước mình đã làm rất nhiều về những cái nội dung như thế này nhưng cần phải nhắc lại cho tất cả mọi người nhớ rằng bà Nguyễn Phương Hằng quen cái ông Lăng Băm này từ năm 2019 khi mà hai vợ chồng ông ấy đang làm những cái việc từ thiện và khi gặp được cái ông thầy này thì họ muốn đưa những cái khối tài sản của họ để dành cho việc công đức, việc chữa trị cho các cháu bị khuyết tật bẩm sinh hay là câm điếc bẩm sinh. Và chỉ trong vòng 2 năm thì ông bà ấy cũng đã nhận ra cái bộ mặt thật của cái ông thầy này và cũng đưa ra trước ánh sáng phơi bày cho tất cả mọi người đều biết. Tất nhiên trước đó thì ông Huỳnh Nguyễn Dũng cùng với bà Nguyễn Phương Hằng chỉ biết cái ông lương y này qua những cái video, qua những cái tin đồn đoán để rồi ngộ nhận và thần tượng ông ta giống như tất cả chúng ta. Và một cái điều nữa mà mình xin nhắc với các bạn rằng các cơ quan chức năng cùng với Bộ Y tế cũng đã xác nhận cái ông lương y này không chữa trị được bệnh câm điếc cũng như là bại liệt bẩm sinh. Và thực tế cho thấy thì rõ ràng nhất đó chính là ở tỉnh Quảng Ngãi. Và nếu có rất nhiều những cái kết luận đó rồi thì tại sao vẫn còn có những cái video, vẫn còn có những cái bài viết trước đây vẫn còn trên một số cái trang báo mà là những cái trang báo lớn. Điều này mình cũng không thể hiểu được. Chúng ta phải xác định rằng khi ông ấy đã không chữa được những cái bệnh đó thì chúng ta hãy dập tắt nó và đừng tạo cho những người dân, những người bị bệnh tật, họ phải mất thời gian để dành cái niềm tin đó cho một vị thầy không chữa được bệnh. Và có cần phải xóa đi những cái bài viết này hay không? theo cái ý kiến chủ quan của mình thì nên xóa. Còn vấn đề xóa hay không đó là quyền của họ. Tất nhiên rằng qua tất cả những cái sự việc vừa qua thì chúng ta cũng hiểu rằng chúng ta nên tuân thủ pháp luật. Nhưng không ai cấm chúng ta nói ra những cái suy nghĩ, những cái phản biện, những cái ý kiến trong những cái sự việc mà nó liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Thì ngay sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bài viết trên báo Công an Nhân dân nhắc đến ông Võ Hoàng Yên cách đây cũng khá là lâu rồi thì mình muốn đọc lại cho tất cả các bạn nghe. Và cái thông điệp này cũng muốn gửi đến những cái vị lãnh đạo mà có người thân được ông Yên chữa trị thì hiện tại đã đỡ chưa hoặc là khỏi chưa. Và cũng mong tất cả các bạn hãy lắng nghe mình. Bây giờ mình xin chia sẻ lại cho tất cả các bạn cùng nghe cái phần nội dung. Tựa đề của bài viết này như sau. Tôi đón Lương Y Võ Hoàng đi chữa bệnh. Trong quá trình dây các cột sống, bệnh nhân ông võ hoàng đã cho phép tôi được thực hiện dây cùng ông được sờ thấy những vật cứng mà ông bảo đấy là gai đốt cuộc sống ông bảo tôi sẽ dây để làm tan những chiếc gai này bệnh nhân sẽ khỏi ông dạy tôi cắt dây nhưng tôi làm sao mà làm nổi bài báo này được đăng vào ngày 30 tháng 10 năm 2011 lương y võ hoàng chữa bệnh câm điếc tai biến bại liệt bằng cách bấm huyệt như thế nào đã là câu chuyện được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây. Lương y Võ Hoàng Y chữa bệnh câm điếc tai biến bại liệt bằng cách bấm huyệt như thế nào đã là câu chuyện được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây. <laughs> ai cũng biết, Lương y Võ Hoàng Y đã chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn người, dù bất kỳ ở nơi đâu ông cũng không nhận tiền quà của bất cứ ai. Nhiều bệnh nhân ở khắp cả nước được ông chữa khỏi bệnh đã gọi Võ Hoàng Y là thần y cho dù ông không đồng tình với cách tấn phong này. Từ tháng 7 năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật tỉnh này cho phép ông Võ Hoàng Y được chữa bệnh thực nghiệm trên một số bệnh nhân bất kỳ. Sau sự kiện thành công này, ông Võ Hoàng Y được tỉnh Bình Phước tiếp tục cho triển khai nghiên cứu về đề tài khoa học chữa bệnh cầm điếc và bại liệt để có thể áp dụng trong thực tế. Đầu tiên là chữa bệnh não cho con trai vị nguyên bộ trưởng tại nhà riêng. Sau khi báo Công an Nhân dân đăng một số bài viết về thành công trong cách chữa bệnh của ông Võ Hoàng Y, nhiều bạn đọc cả nước đã điện thoại đến đường dây nóng xin được gặp hoặc xin địa chỉ của ông. Đáng tiếc là vì chưa được sự đồng ý của Lương Y, mặc dù rất muốn được thông tin, nhưng chúng tôi không thể thỏa mãn nguyện vọng và mong muốn của nhiều bạn đọc. Tuy nhiên, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với lương y Võ Hoàng Y để kiếm tìm cơ hội. Một dịp may đến bất ngờ đó là cuối tháng 9 năm 2011. Một nhà báo ở Bình Phước từng phỏng vấn lương y Võ Hoàng Y bật mí cho tôi. Lương y Võ Hoàng Y đang đi công chuyện tại Hà Nội. Tôi gọi điện vào máy di động của ông thì đều không liên lạc được. Đành phải gọi cho người thường giúp đỡ, trợ lý cho ông mỗi lần ông ra Bắc. Bà cho biết thầy y đang ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để giúp đỡ cho mấy ca bệnh. Đặc biệt, tôi xưng danh và nhờ chị báo với lương y là tôi có mấy người bệnh từng điện thoại cho ông trước, nay muốn được nhờ ông trực tiếp chữa cho. Sau mấy phút chờ đợi, tôi được nối máy nói chuyện với lương y Võ Hoàng Y. Ông đã biết tôi từ ngày 30 tháng 4 năm 2011, lúc tôi cùng bà Phan Hồng Mai, phu nhân nhà văn Sơn Tùng. Và con trai ông là Bùi Sơn Định, đưa nhà văn Sơn Tùng đi vào chùa Trăm Gian ở huyện Trương Mỹ, Hà Nội để nhờ ông bấm huyệt. Lần này nghe tôi kể về bệnh của con trai ông cựu bộ trưởng, con trai một nhà thơ, trưởng ban báo công an nhân dân và đôi vợ chồng trẻ câm điếc bẩm sinh mà ông từng bấm huyệt ở Bình Phước. Ông đồng ý chẩn bệnh cho các bệnh nhân khi ở Quảng Ninh về Hà Nội. Đúng 17 giờ ngày 29 tháng 9, Lương Y Võ Hoàng Y có mặt tại nhà riêng đồng chí. Nguyên bộ trưởng ở Hà Nội. Lúc này, bốn bệnh nhân đã chờ sẵn. Đầu tiên ông thăm khám cho con trai đồng chí Nguyên bộ trưởng. Cháu năm nay đã 36 tuổi, bị bại não từ bé, không nói, không đi lại được, nhưng cảm nhận về thế giới xung quanh vẫn rất tốt. Lương y Võ Hoàng Y đã làm những động tác kéo chân, bấm vào những huyệt vùng đầu của cháu. Cháu ra hiệu cho mẹ là đau quá nên không hợp tác được. Ông ngồi lặng đi, nhìn em đầy ái ngại. Ông bảo thương lắm Em này chỉ kém tôi có một tuổi Mà trông nhỏ quá Nhưng loại bệnh bại não bẩm sinh như thế này Là tôi bó tay Trường hợp em này tôi được nghe Nhà báo Hồng Thái điện thoại nhiều lần Nói là chỉ bị liệt Nhờ giúp nên tôi đã cất công đến đây Xin nhà báo lần sau Nếu có ai bị bại não từ bé Hoặc bị chất da cam Thì đừng có gọi tôi Loại bệnh này là tôi bó tay gặp mà không giúp được, người bệnh cũng buồn, mà tôi buồn lắm. Đêm nay về sẽ không ngủ được. Có lẽ vì thế mà khi phu nhân bộ trưởng nhờ bấm huyệt, chữa căn bệnh gai đốt cột sống, lương y võ Hoàng Yên đã rất nhiệt tình. Ông bảo chúng tôi lấy một cái ghế băng như ghế học sinh, bảo ba chủ nhà ngồi kẹp hai chân vào chiếc ghế để ông thao tác. Ông vừa bấm huyệt ở chân, vừa dây gai cột sống, vừa dùng lực rất mạnh kéo chân. Một lúc sau, chủ nhà thấy khỏi hẳn, có thể cúi gặp người về phía trước một cách nhẹ nhàng. Điều mà bao nhiêu năm nay bà tập mãi mà không được, phải sống chung với nỗi đau. Nhân thể, anh Bùi Sơn Long, con trai của nhà Văn Sơn Tùng, cũng xin được trình bày với ông căn bệnh Nani, thưa thầy, đã 4 năm nay chân trái của tôi tê dại, nhiều lúc cảm giác bị rát như người bỏng da. Đi xe máy có lúc phải dừng lại xoa chân mới đi được. Tôi từng đi chữa chạy nhiều, có lúc được bác sĩ cấy chỉ nhưng vẫn không khỏi dứt điểm. Thứ hai là cổ có u to như của ổi, chỉ cần sờ tay là thấy đau, khó quay bình thường. Tuy đã uống thuốc đông tây y kết hợp gần 4 năm nay, nhưng bệnh không thuyên giảm. Nghe xong, Lương Y Võ Hoàng Y bảo anh Long ngồi ở thế, hai chân kẹp ghế, cúi đầu xuống, rồi ông dùng đuôi một lọ dầu loại nhỏ ấn, dây vào vùng cổ nhiều lần, bôi dầu và tiếp tục ấn vào cột sống cổ, khiến anh Long cảm giác như có đinh đóng vào. Đau không thể chịu nổi. Ông tiếp tục vừa bấm vào tai, vừa kéo và vỗ nhẹ. Đợi cho bệnh nhân đang nói chuyện bình thường. Ông bất ngờ dùng tay này giữ cầm, tay kia giữ đầu, rồi bẻ cổ bệnh nhân nhiều lần sang trái, sang phải, ra trước, ra sau. Đợi anh Long hoàn hồn nén đau, ông bắt đầu điều trị bệnh tê chân bằng cách dùng tay dây các cột sống số 4, 5, 6. Có cảm giác như ông đang các đốt cổ sống để chúng không dính vào nhau. Ông tiếp tục dây bàn chân, bắp chân khiến bệnh nhân kêu đau. Võ Hoàng Y mồ hôi nhẹ nhãi, biết ông đã dồn lực cho những động tác mạnh thế nào. Chỉ 20 phút chữa trị, anh Bùi Sơn Long đã thấy người nhẹ bỗng, dường như mọi triệu chứng của hai căn bệnh đã biến mất. Cổ quay được bình thường, chân đã hết tê, hết rát bỏng. Điều đặc biệt là trong quá trình dây các đốt sống cổ, ông Võ Hoàng Y đã cho phép tôi được thực nghiệm dây cùng ông, được sờ thấy những vật cứng mà ông bảo đấy là gai đốt cột sống. Ông bảo tôi sẽ dây để làm tan những chiếc gai này, bệnh nhân sẽ khỏi. Ông dạy tôi cách dây, nhưng tôi làm sao mà làm nổi. Tôi ấn vào, ông Long chỉ thấy buồn cười. Và đến nay, đã gần một tháng, bệnh tình của anh Bùi Sơn Long tiến triển rất tốt. Chuyện đôi vợ chồng câm điếc và cháu bé 16 tuổi. Chuyện đôi vợ chồng câm điếc và cháu bé 16 năm nói chưa rõ. Cũng chiều hôm ấy, Lương Y Võ Hoàng Y tiếp tục chữa cho đôi vợ chồng trẻ câm điếc bẩm sinh. Do người mẹ vợ cùng anh Bùi Sơn Long đưa đến. Theo lời người mẹ thì con rể bà câm điếc từ bé. Còn con gái lúc 2 tuổi mới bị bệnh này, bà đã đưa các cháu vào Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh. Bấm huyệt hai lần trước đó, cả hai cháu đã nói được câu cảm ơn bố mẹ, gia đình và vui mừng khôn xiết nghe thế ông yên mỉm cười ông gọi người chồng trẻ tới dùng cả hai tay ấn mạnh vào đôi vòng tay bệnh nhân nhăn nhó kêu đau ông yên vỗ tay năm tiếng vào tay phải và hỏi bệnh nhân mấy bệnh nhân gật đầu rồi giơ năm ngón tay cả căn phòng ồ lên ông y vỗ nhẹ vào tay trái rồi hỏi mấy tiếng bệnh nhân ra hiệu nhưng không đúng ông y giải thích chứng tỏ tay trái của cháu này bị khá nặng nên phải bấm một vài lần nữa người mẹ rơm rớm nước mắt cảm ơn thầy từ lúc không nói được câu nào, nay các cháu nhận biết được nói câu cảm ơn bố mẹ là gia đình hạnh phúc lắm rồi. Xin thầy thương chữa tiếp cho hai cháu. ở đâu vợ chồng tôi cũng đi. Về cháu Hà Việt, theo lời trình bày của người bố với ông y Việt chỉ bị bệnh tăng động giảm chú ý. 16 năm nay cháu nói không rõ âm, cứ như có ai đó gõ vào đầu. Tôi tường thuật thêm, anh ấy đã làm thơ về con như thế này: nửa đêm sắc thuốc cho con thêm thang hy vọng cha dồn vào đây. Con ơi thơ dại thế này, cớ sao bệnh tật đọa đầy không tha. Hỏi trời, trời ở rất xa. Lương y võ hoàng y nhìn chăm chấm vào cháu Việt, ngồi lặng đi đầy thương cảm. Rồi ông tiến tới ôm lấy đầu Việt, ấn mạnh, dây nhiều lần vào vùng tai. Đau quá, cháu Việt kêu rú lên, sợ sệt, lùi lại bám vào bố. Ông y đeo găng tay bằng ni lông, bảo cháu thè lưỡi ra đến ba bốn lần cháu thè ra một tí thấy ông y đưa tay nắm thì việt rụt lưỡi vào không tài nào mà nắm được có lẽ cháu thấy ấn tai đau quá nên sợ ông y trầm ngâm rồi nói với người bố cháu không hợp tác thì chịu thôi anh ạ à. vậy là ngồi một lúc cháu việt nói thầm vào tai bố bố ơi về nhà thôi anh bạn nhà thơ của tôi cười lên sung sướng con anh đã nói được vài câu rõ ràng mấy ngày sau bố cháu liên tục thông báo cho tôi niềm vui cháu Việt đã biết nghe lệnh bố đi quét nhà chứng tật ôm tay bây giờ không còn nữa vui quá ông ơi tôi điện thoại cho ông thầy y thông báo tin này ông y nói lại chưa khỏi hẳn đâu phải chữa dăm ba lần nữa mới tốt nhà báo ạ à. đó là những gì tôi được chứng kiến và xin thông tin tới bạn đọc ngẫm cho cùng không biết ông y học ở nhà chùa như thế nào cũng không biết ông có phải là thần y như người ta đồn thổi không, nhưng cứu chữa cho ai thuyên giảm tật bệnh, chữa chạy cho hàng ngàn con bệnh mà khỏi được dăm 300 người, thế là đã quý lắm rồi. Vâng thì các bạn cũng đã vừa nghe được cái thông tin mà mình chia sẻ cho tất cả các bạn. Nếu các bạn có những cái ý kiến nào trong cái sự việc này, xin các bạn hãy góp ý ở phần bình luận. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu những cái vấn đề về ông Lương Y này chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo